Spy Room đã có group Facebook. Nhưng sao nó lạ lắm? Bruh. Bạn có thể tham gia các thảo luận văn minh. Người anh em ở đâu? Về nhiều kiến thức và sự kiện thú vị. Hey. What the? Bruh. Chất lượng news feed của bạn có thể tăng lên 1100. Hoặc không. Tham gia chúng tôi biết chúng tôi không biết gì hôm nay để không bỏ lỡ một drama hay bất cứ thảo luận nào. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay, mình sẽ quay trở lại với các bạn trong bài viết Học địa để làm gì của tác giả Đức Huy Nguyễn. Bài viết này được viết và đăng tải trên website spyroom.com. Và nếu các bạn muốn trao đổi trực tiếp với cả tác giả, thì bọn mình có để link bài viết ở dưới phần mô tả. Từ ngày đầu tiên, mình bắt đầu việc học môn này một cách nghiêm túc vào năm lớp 9 và đến bây giờ là sinh viên năm nhất ngành địa lý. Đã có rất nhiều người đặt ra câu hỏi trên, và mình cũng nhiều đêm vắt tay lên trán để tìm câu trả lời. Trước đây mình hay trả lời qua qua như là học địa để cứu thế giới. Vì thứ nhất, mình cảm thấy khó chịu vì thái độ của người hỏi. Thứ hai, để giải thích cặn kẽ thì mất thời gian. Video ngày hôm nay sẽ giải thích chi tiết. Sau một kỳ học tại trường đại học với chuyên ngành là địa lý, mình viết bài này với vốn hiểu biết cá nhân, kiến thức được học và quan sát thực tế. Trong bài mình đã cố gắng dịch các thuật ngữ ra tiếng Việt. Tuy nhiên, mình có để cả dẫn từ gốc tiếng Anh và tiếng Đức là ngôn ngữ mình dùng ở trường để mong nhận được sự góp ý của mọi người về ngữ nghĩa. Học địa xong không đi đào mỏ vì công việc này đòi hỏi kiến thức của ngành địa chất. Học địa xong cũng không đi đo mưa đo gió giống anh thanh niên trong Lặng lẽ Sapa bởi vì đấy là công việc của ngành khí tượng. Học địa xong có thể thành giáo viên, tất nhiên nếu bạn học sư phạm địa lý. Địa lý là ngành khoa học phức tạp và liên quan đến nhiều ngành học thuật. Nghiên cứu về những quá trình diễn ra trên bề mặt trái đất, sông ngòi, núi non, cây cỏ, con người, giao thông, v.v. Nói một cách đơn giản, địa lý nghiên cứu thế giới mà ta sống. Ngành này tạo nên cầu nối giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Ở Việt Nam trước năm 2015, để học ngành địa lý tại trường khoa học tự nhiên phải thi khối A hoặc là A1. Ở Đức, địa lý cũng được xếp trong nhóm ngành toán, kỹ thuật và khoa học tự nhiên. Trong địa lý có hai nhánh lớn là địa lý tự nhiên hay địa vật lý, Physical Geography, và địa lý nhân văn, Human Geography. Đã lỡ yêu Spy Room rồi thì subscribe ngay thôi và đừng quên bật nút thông báo để xem những video mới nhất từ nhà nhện nhé. Địa lý nhân văn. Địa lý nhân văn là nhánh khoa học xã hội và kinh tế của ngành địa lý. Nhánh này có đối tượng nghiên cứu là con người và không gian sống của con người, sự vận động, dynamic của con người với các hoạt động kinh tế, văn hóa hay là xã hội. Ngành này đem đến câu trả lời cho các câu hỏi như: vị trí của các hoạt động của con người được hình thành như thế nào? Nó kéo theo hình thái phân bố nào của dân cư, đô thị, hoạt động kinh tế nào? Các hình thái này chịu tác động của điều kiện tự nhiên và môi trường nhân tạo như thế nào? Các loại tác động qua lại và hình thái liên kết nào có hình thành giữa các điểm có hoạt động nhân tạo, ví dụ như một điểm hoạt động kinh tế và khu dân cư? Có những kiểu tập trung nào của hoạt động nhân tạo ở quy mô khu vực, vùng miền, quốc gia? Tại sao các khu vực khác nhau trên trái đất lại phát triển khác nhau? Cấu trúc và sự phát triển không gian phải được định hình như thế nào trong tương lai để phù hợp với điều kiện tài nguyên? Ví dụ như phát triển giao thông, sử dụng đất, sức ép môi trường. Do sự đa dạng của mình, địa lý nhân văn có quan hệ gần gũi với các ngành như là kinh tế quốc dân, quản trị kinh doanh, xã hội học, khoa học chính trị. Để cho dễ hình dung, mình sẽ gợi lại một bài tập quen thuộc chúng ta thường làm vào giờ địa lý ở trong trường phổ thông. Xin ví dụ như sau. Phân tích các điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến việc xây dựng cáp treo lên đỉnh Fansipan. Phân tích các tác động đến tự nhiên, kinh tế xã hội của sự ra đời của cáp treo Fansipan. Đưa ra các phỏng đoán và đường hướng phát triển của ngành du lịch ở khu vực này. Để trả lời hai câu hỏi trên, người ta phải xem xét rất nhiều khía cạnh. Địa hình, đất đai, khí hậu ra sao, cái này liên quan đến địa lý tự nhiên. Dân cư phân bố như thế nào, dân cư bao gồm những thành phần nào, xây cáp treo thì ảnh hưởng đến yếu tố nào kể trên, cáp treo sẽ kéo theo cái gì phát triển theo, hủy hoại cái gì. Thậm chí, Vingroup có được xây dựng cáp treo hay là không? Trong địa lý nhân văn, nhiều nhánh nhỏ hơn hình thành dựa theo đối tượng nghiên cứu. Đó là địa lý xã hội, địa lý đô thị, địa lý vùng nông thôn, địa lý dân cư, địa lý kinh tế, địa lý công nghiệp, địa lý nông nghiệp, địa lý dịch vụ, địa lý du lịch, địa lý giao thông, địa chính trị và cuối cùng là lịch sử địa lý. Đầu tiên, địa lý tự nhiên. Địa lý tự nhiên hay địa vật lý là nhánh khoa học tự nhiên của địa lý. Đối tượng nghiên cứu của nhánh này là sự vận động của cảnh quan và môi trường.
biểu hiện và các dự đoán về sự vận động của môi trường vật lý dưới tác động của các thay đổi về tự nhiên cũng như hoạt động của con người. Dự đoán về sự phát triển trong tương lai của môi trường vật lý trên nền tảng mối quan hệ trong lịch sử trái đất của các mô hình tự nhiên. Ngành này, như tên gọi, cần có quan hệ gần gũi với nhiều ngành khoa học tự nhiên như là vật lý, hóa học, sinh học, địa chất, khí tượng, v.v. Trong địa lý tự nhiên cũng có nhiều nhánh nhỏ như là địa mạo, khí hậu học, thủy văn, địa lý đất đai, địa lý sinh học và địa lý sinh thái, địa lý khu vực. Trong thế kỷ 18 và 19, các nhà nghiên cứu tự nhiên như là Alexander Humboldt đã thực hiện nhiều chuyến thám hiểm để khám phá các vùng đất chưa được biết đến, với ghi chép tỉ mỉ về điều kiện tự nhiên và cuộc sống ở đó. Đó chính là tiền đề của ngành địa lý khu vực ngày nay. Như tên gọi, nghiên cứu không gian tự nhiên và các hoạt động kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của một khu vực nhất định. Ngày nay, địa lý khu vực không chỉ dừng lại ở mức độ miêu tả đặc điểm một khu vực mà đặt trọng tâm vào nghiên cứu các mối quan hệ của khu vực với sự phát triển chung. Trong trường học phổ thông, chúng ta cũng học phần này, đó chính là mấy cái bài cuối năm sau khi thi học kỳ. Ở Hà Nội thì là địa lý Hà Nội, mà cả thầy cả trò ai cũng muốn học, cứ học qua cho xong. Địa lý tin học. Đây là một nhánh mới của ngành địa lý, được phát triển rất mạnh trong những năm gần đây. Địa tin là khoa học sử dụng và phát triển trên cơ sở hạ tầng của khoa học thông tin để giải quyết các vấn đề về địa lý, khoa học trái đất liên quan đến các nhánh của kỹ thuật. Địa tin học kết hợp với việc phân tích và mô hình hóa không gian, xây dựng cơ sở dữ liệu không gian, thiết kế hệ thống thông tin, tương tác giữa con người, máy tính và các công nghệ có dây và không dây. Các nhiệm vụ chính của ngành này: xây dựng và xử lý hệ thống thông tin không gian, hay còn gọi là hệ thống thông tin địa lý, GIS, Geography Information System. Bốn bước chính của GIS là thu thập thông tin, quản lý, xử lý dữ liệu và tái hiện trên bản đồ. GIS là công cụ đắc lực trong giải quyết các vấn đề liên quan đến không gian, quản lý tài nguyên, quản lý thiên tai, nông nghiệp, giao thông, v.v. Công nghệ này hiện nay có nhiều ứng dụng cho cuộc sống. Một ví dụ mang tính thời sự như là tình hình nhiễm mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Với GIS, nhà quản lý có thể tái hiện phạm vi nhiễm mặn trên bản đồ và cập nhật nó từng giờ, từ đó có thể theo dõi tình hình tốt hơn. Địa tin học có nhiều ứng dụng trong địa lý tự nhiên, đặc biệt với công việc phân tích và xử lý ảnh vệ tinh. Trong quy hoạch và phân tích không gian có một vai trò tối quan trọng, lên kế hoạch xây dựng một khu vực, xây dựng trường học, bãi phế thải hay là giả định ảnh hưởng của tai nạn hóa học đến một môi trường cũng là công việc cần đến ứng dụng của Geoinformatics. Một nhánh mới đang phát triển rất mạnh của địa tin học là marketing và nghiên cứu thị trường. Với công cụ của Geoinformatics, những khả năng phân tích và quy hoạch sẽ được biểu hiện một cách trực quan và bao quát. Nói tóm lại, địa lý giúp chúng ta giải quyết các vấn đề sau. Đầu tiên, nơi cộng đồng chúng ta sinh sống và làm việc. Tiếp theo, môi trường tự nhiên và các vấn đề nó phải đối mặt. Mối quan hệ qua lại giữa thế giới và cộng đồng trong đó. Thế giới đang thay đổi như thế nào, ở mức độ khu vực cũng như toàn cầu. Hành vi cá nhân và xã hội có tác động thế nào đến những thay đổi đó? Những lựa chọn trong việc quản lý tương lai. Cuối cùng, tầm quan trọng của vị trí địa lý trong công việc và quá trình đưa ra quyết định. Ngoài ra, nhờ việc học địa, mình còn gặp rất nhiều người hay ho. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!